Mục tiêu của quy hoạch đến năm 2020 là duy trì và phát huy năng lực của các cơ sở đóng và sửa chữa tàu thuyền hiện có, phát triển các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, nước ngoài, hình thành một số trung tâm sửa chữa tàu có quy mô lớn gắn liền với hệ thống cảng biển và các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng. Cũng theo quy hoạch, các cơ sở phá dỡ tàu cũ định hướng phát triển tập trung tại khu vực Hải Phòng và một số tỉnh miền Trung có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội phù hợp theo nguyên tắc tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có của các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thuyền. Phá dỡ tàu thuyền phải đảm bảo an toàn an ninh, phòng chống cháy nổ, nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường. Mạng lưới các nhà máy công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu được quy hoạch xây dựng gắn với quy hoạch ngành công nghiệp hỗ trợ trên cả nước. Trong đó, khu vực phía Bắc xây dựng các khu công nghiệp tàu thủy theo đúng quy hoạch được duyệt.